quá dữ luôn, hai về luôn, hai về con luôn. Đó là chặt chặt đi. Quá dữ luôn. Cái chị này qua đường băng ngang qua luôn. Ra chỗ sáng sáng chào anh em cái coi. Hôm nay là thứ mấy ta? Hôm nay là thứ mấy quên rồi. Hôm nay hình như là thứ năm hả ta? Đúng rồi, thứ năm. Thứ năm hay thứ tư gì đó mình không có nhớ rõ. Bình thường mình đi cái đường kia không à, tự nhiên hôm nay ham vui. Đi cái đường Lê Nhân Việt cho nó đông vui. Ok, hello anh em ha. Thì chào mừng anh em đã đến với video của mình. Thì hôm nay anh em mình lại gặp nhau trong một buổi tối trời rất là đẹp, không mưa, không nắng. Ok, thì ban đêm thì có gì quay. Nói chung là cũng lâu rồi mình không có quay đêm. Thì ban đêm thì có gì? Ban đêm là có đèn nè. Ban đêm là có đèn nè, có xe nhiều nè, có gì nữa ta, có công an nhiều nữa nè, có con gái cũng nhiều nữa nè. Ban đêm thì con gái ra đường nhiều hơn đó. Trời mới sấm chớp đó anh em. Hy vọng là mình không có bị mắc mưa. Bây giờ mình đang đi lên quận 1 thì xe mình nói chung là nhìn chung á thì nó cũng hơi nổi bật chút xíu, cộng với cái nón màu mè của mình với cặp mâm màu đồng và cái bô nổ nữa. Bô này nó cũng không có nhỏ đâu anh em. Bô này mà bị bắt thì cũng phải chịu thôi. Nhưng mà mình có camera mà. Người ta nói là đeo camera lên là bất tử mà. Đeo camera lên là bất tử. Đeo camera lên là những cái điều xui rủi á, thường là nó ít có đến với mình. Cái đó là nhiều anh em nói thôi chứ mình không có nói nha. Mình chỉ thuật lại thôi. Hiện tại bây giờ là đang nằm trong cái tháng chuyên đề. Theo mình biết á thì theo mình biết và mình đọc báo rồi mình coi mấy cái tin ở trên Facebook á, thì qua 2 tháng 9 luôn. Qua 2 tháng 9 luôn, tới mười mấy tháng 9 á mới hết cái chuyên đề này, nó kéo dài 1, 2 tháng hoặc là 3 tháng gì đó luôn á. Mình cũng không có rành, không có nắm rõ nữa. Thì thời điểm hiện tại á thì cảnh sát giao thông rất là nhiều nha anh em. Ở dưới mình rất là nhiều luôn, nói chung là mấy ngày nay là ngày nào mấy ảnh cũng tập vợt bắt xe đua hết. Tập ở trên đường này nè, mỗi lần mấy anh tập vợt là cản xe lại hết. Rồi bật rồi hụ dí rồi các kiểu. Qua đường là mình cặp cặp sát bên đây nè, sát bên đây luôn. Ý má ơi, mấy cha chạy ghê quá, cho em qua đường với coi. Nước sôi, nước sôi, nước sôi, nước sôi, nước sôi, nước sôi. Quá đông luôn. Ban đêm này chạy xe thì nó rất là thoải mái anh em, nó rất là mát nè. Nói chuyện với anh em cũng được nhiều hơn là ban ngày. Ban ngày thì nó rất là nóng, đội cái nóng phun phay thì nó ưa ra mồ hôi nữa, thấy nó chật nữa. Còn ban đêm thì mình đội mình thấy nó thoải mái, thấy nó êm đầu nè, mát. Lâu rồi không có đi quay đêm. Chắc là do ban đêm mình cũng ít có ra đường cho nên là mình không có đi quay cho anh em coi. Bây giờ là mình đang đi giao đồ anh em. Hôm nay thì mình không có đi giao nhớt. Mình giao một cái đơn hàng của ông anh. Giao một cái đơn hàng của ông anh ra quận 1. Thì ban đầu là mình tính lấy xe của ảnh mình đi. Thì xe của ảnh thì zin toàn bộ luôn, đi thì không có sợ gì hết. Nhưng mà mình muốn lấy xe mình chạy ra ngoài thử xem tình hình cảnh sát giao thông ở ngoài nó như thế nào. Mình điều khiển phương tiện, mình tham gia giao thông một cách từ tốn, bình thường, an toàn thì mình nghĩ mấy ảnh cũng không có bắt mình làm gì. Mấy anh bắt thì mình cứ ngừng lại cho mấy ảnh kiểm tra. Mấy anh phạt thì mình chịu thôi. Nhưng mà mấy ảnh đừng có làm quá là ok.
đừng có làm quá, có nghĩa là đừng có ghép mình vô những cái tội nặng quá. Tại vì xe mình dọn xương xương thì những cái tội nặng thì nó cũng quá đáng cho anh em mình ha. Tuổi trẻ mà ai không thích dọn xe, thì lúc nào cái xe cũng dọn xương xương. Nếu mấy anh hiểu thì tốt biết mấy. Giờ này thì còn sớm cho nên là không có gái soi cho anh em coi. Cũng gần hết năm rồi. Gần hết năm nay rồi. Hơn nửa năm rồi phải không ta? Hôm nay là tháng 7 rồi. Gần qua tháng 8 rồi, hơn nửa năm rồi anh em. Hoặc là nửa năm rồi. Thì anh em nào mà chưa có người yêu, chưa có bạn gái thì chịu khó kiếm đi nha. Chứ cái ngày giao thừa là cái ngày kinh khủng lắm á. Anh em nào mà cái ngày đó mà không có bạn gái á thì nó là rất là buồn luôn á. Ngày cuối năm á, ngày tổng kết lại, ngày mình nhìn lại cái chặng đường mà mình đi qua, và mình vẫn y như vậy, vẫn y như năm đó. Bởi vậy anh em phải đi kiếm, chứ không có duyên nào mà tự tới hết á, chờ duyên không có đâu. Phải đi kiếm đi, mình thì mình chưa có thời gian đi kiếm cho nên là mình phải kệ đi. xe đò nhiều vậy. Qua đường cái đi, tôi muốn chạy phía trong. Mấy anh em này đi tour mới về ha, đã ha. Ok, phía trước mặt anh em là cầu Sài Gòn, cầu Sài Gòn, cầu Sài Gòn. Quen không mà nhìn. Wow, cái cầu Sài Gòn nó rất là đẹp anh em. Hồi xưa giờ nó đã đẹp rồi. Nói chi cái tòa nhà La Mắt này nó mọc lên nữa. Ồ, lên dốc mà số 5 cũng hơi đuối anh em. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. This legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. Ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Ở đây là phải bật xi nhan này nha. Ở đây mình không bật xi nhan là nó vô đây là nó có hai anh đẹp trai đứng trong đây. Đó, hai anh đẹp trai đứng trong đây. Thường là mấy anh đứng buổi trưa, buổi chiều hoặc là tối một chút. Còn bây giờ sớm lắm, bây giờ 7:20. Mình nghĩ là cảnh sát giao thông chưa có ra nhiều đâu. Mà gần đây á, mình có nghe anh em nói nè, đọc báo cũng có nè, nghe mấy ông anh mình nói cũng có nè, bạn mình nói cũng có nè, mấy đứa em mình nói cũng có nói nè, là cái luật mới anh em là thay đổi kết cấu là tịch thu xe. Ghê chưa? Thì anh em nghĩ coi cái luật này nó như thế nào. Nếu mà xe mình thay đổi kết cấu á, là không có bị phạt hay bị giam gì nữa mà bị tịch thu xe luôn. Nếu mà thay đổi kết cấu á, mà bị tịch thu xe á, thì nói chung là cũng không có gì ghê gớm lắm. Nếu mà mấy anh phạt đúng cái lỗi thay đổi kết cấu ha. Ví dụ như xe mình thay cặp mâm mà mấy ảnh đưa mình vô, mấy ảnh nói mình thay đổi kết cấu thì cái đó nó rất là nặng. Giống như xe mình gắn đồ kiển vô đồ, nó gắn cái đồ kiển rồi gắn cặp mâm rồi gắn heo dầu đồ mà vô nói mình thay đổi kết cấu á, là cái đó nó khá là nặng anh em. Theo cá nhân mình thấy là nó rất là nặng luôn. Thì những cái xe mà như anh em mình dọn xương xương vậy ha, như là Haybo nè, mà bị đưa vô cái tội thay đổi kết cấu thì nó hơi nặng rồi, tịch thu xe luôn là chắc. Lúc đó mình nghĩ chắc là xe anh em nào cũng bị tịch thu hết. Dọn xương xương mà bị vô thay đổi kết cấu là chắc anh em nào cũng bị tịch thu xe hết, chứ không riêng gì mấy ông nội ông độ nhiều đó. Ghê vậy. Ông chạy ở chợ nó nẹt cái chút mình lên cái mình bị bắt nè. Đó, bởi vậy. Cái đường phố mà cũng nẹt chi ba. Chạy trong phố nẹt chi. Xung quanh mình toàn là mấy người lớn luôn không à, với mấy cô chú luôn không à, nẹt chi ba.
Rồi rồi rồi, chốt anh em ơi. Chốt. Không có. Bô đúng bự luôn. Quá dữ luôn anh trai. Em phải cách ly anh ra quá. Em chạy gần anh tao tuổi, em đi chung với anh nữa. Quá dữ luôn. Hai về con luôn. Đó là chặt. Quá dữ luôn thì nó cũng có nhiều nghĩa lắm, nó hai ba nghĩa lắm. Đó, gặp ông nữa. Cái bô mình là không còn tuổi gì luôn với ổng. Trong thành phố thì mình thấy đi bô như là Red Leo nè, mấy cái bô móc như mình đi nè, thì mình đi mình thấy cũng ok lắm, chứ không có bị gắt gao lắm đâu. Phố đi bộ này hôm bữa là hình như là có tập vợt bắt đua xe ở ngoài đây nè. Rồi cũng có mấy bạn bị bắt. Mấy bạn bị dạng như đứng ngoài đây chơi á, nó bị bắt. Cái hôm đó là cảnh sát giao thông ra quân á. Bây giờ đâu giờ đó nè. Nói chung ra đây mà xe cộp cộp á anh em là dễ bị lắm. Còn xe zin mình ra người ta không có bắt mình, người ta đuổi mình đi thôi. Ví dụ mình đứng mình lấn chiếm hay là mình đứng ở trong mấy cái lề nè, người ta đứng đầy hết. Quá đã luôn. Đèn vàng là phải ngừng nè, chết mồ lố miếng. Lố miếng anh em. Mỗi lần mà đi vô trong đây á, mình thường nhớ một người bạn. Hồi đó mình có quen một người bạn ở trong này. Nói chung là thời gian quen biết nhau nó rất là ngắn, nhưng mà nó rất là đặc biệt anh em. Bây giờ thì mình bị lạc rồi đó, rồi lạc mất luôn rồi, chắc là có chồng rồi. Cái Sài Gòn này rất là đông đúc, nó làm cho chúng ta rất là dễ lạc mất nhau, cho nên là chúng ta phải biết giữ gìn, phải biết trân trọng để không có bị lạc mất nhau. Khi mà lạc mất nhau rồi thì có tiếc nuối như thế nào nữa thì nó cũng không có còn nữa, nó không có thể quay lại cái thời gian ban đầu được nữa. Chợ Bến Thành như là lần đầu tiên mình với bạn nó gặp nhau á. Nói chung là có những cái kỷ niệm với nhau nó cũng rất là đẹp, dù nó ít ỏi. Cái thời gian quen biết nhau nó rất là ít, nhưng mà nó để lại cho mình nhiều cái cảm xúc. Bây giờ nghĩ lại mình thấy mình còn tiếc á. Và mình cũng chỉ xem tất cả mọi chuyện đó nó là một kỷ niệm thôi. Một ai đó lướt qua đời mình, lướt qua thôi, chưa có kịp dừng lại nữa. Cái chuyện rớt chị ơi, chị ngồi cái kiểu gì muốn rớt chị luôn kìa. Chị ngồi kiểu gì mà kỳ cục vậy. Chạy cứ theo, cứ canh canh hứng chị không à. Rất là dễ rớt luôn á nha. Đó, ngồi kiểu này á. Người nước ngoài anh em.
nước ngoài, xinh ghê, xinh gái ghê. Nói cái chị Tây nãy đâu mất rồi ta, lạc cái chị Tây rồi. Cái chị Tây ngồi tướng đúng đỉnh luôn á, ngồi cái tướng là có 102 luôn á. Kìa mình thấy chị rồi kìa. Cái này là cùng đường thôi chứ không phải là chạy theo chị. Rồi, đường này phải vòng rồi. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này của mình ha. Nhớ subscribe, like và xem nó thấy hay. Và đừng quên bấm cái chuông để khi mình có những video mới thì anh em có thể nhìn thấy được. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.